Ê, mà đây em đã vừa bước qua cánh cửa của căn hộ trong ngày hôm nay. Khi mà cái căn hộ 3 phòng ngủ góc nó sẽ có một thiết kế nối vào như thế này. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Tham. Và hôm nay em Đạo đang có mặt tại một căn hộ 3 phòng ngủ góc tại khu vực Tham City. Đây là thuộc khu vực khu T, các tòa khu T. Và đây là những cái căn em Đạo đang đứng ở trong cái khu vực phòng khách này. Và cái căn này có diện tích là 110m, 3 phòng ngủ sáng, thuộc loại căn góc rất là VIP và khá là to nhất ở trong cái khu vực này. Thì chủ nhà đã thiết kế cái không gian này giống với thiết kế của phong cách Đông Dương nhiều hơn. Thì cá nhân em Đạo anh thì cảm giác được như vậy. Toàn bộ hệ thống sơn tường để cho phù hợp với lại cái thiết kế của căn phòng, chủ nhà đã sơn lại một cái màu như này, màu vàng kết hợp đó. Đây là tủ giày và cái nền nhà khi mà bước vào ấy, chỗ này chỗ để giày này, thì chủ nhà làm một cái ghế xinh xinh như thế này để cởi giày. Toàn bộ hệ thống đá hoa được thay toàn bộ. Thay vì cái sàn gỗ của chủ đầu tư thì chủ nhà đã thay bằng sàn đá hoa, gạch đá hoa hệ như thế này. Nó rất là phù hợp với lại cái thiết kế này. Và cái thứ hai nữa là rất là sạch sẽ, đặc biệt là trong cái khu bếp này. Cái khu bếp này thì đồ khá là xịn, khá là đẹp, những cái hệ thống này sấy giặt được chồng lên nhau. Rồi tủ lạnh ở khu vực ngăn như thế này khá là tiện. Một chiếc bếp đã được đập đi và làm lại toàn bộ một cái không gian bao kín. Đây, hệ thống tủ này. Khi mà nấu ăn nấu nướng thì hoàn toàn gia chủ có thể là kéo như thế này, kéo kín. Thì như vậy chúng ta nấu ăn nấu nướng không sợ bị mùi ra bên ngoài. Đó, đây là cái thiết kế rất là hay của ngủ bên T. Đấy, em Đạo đang đứng trong này. Khi là không nấu ăn nấu nướng nữa, chúng ta có thể là rút cửa về như này. Đó. Cái này là một cái khu bếp phòng riêng mà chủ đầu tư đã thiết kế để cho nó tách riêng biệt hẳn ra và không bị mùi ra bên ngoài. Và hệ thống tủ, rồi bếp, bàn đá, gạch, tất cả đó, đều là mới hết, không còn gì của chủ đầu tư nữa. Hệ thống gạch này cũng được ốp theo hình cá đó, giống như là những mái đá, mái gốm đó, xếp chồng lên nhau nhìn rất là đẹp mắt. Đây là cái máy rửa bát của Bosch. Tất cả mọi công năng đều có hết ở trong cái khu vực bếp này. Chắc chắn đây sẽ là một cái không gian mà các chị em đủ để các chị em có thể nấu nướng mọi thứ, bày biện rồi tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng vào bên trong phòng khách nhé. Và khi chúng ta bước qua cái khu vực này, chúng ta sẽ đến cái khu vực phòng khách. Đây là cái trung tâm của cái khu vực ngôi nhà này. Thì nhìn qua thì quý anh chị có thể thấy rằng là một cái thiết kế nó pha trộn cái phong cách Đông Dương. Đó, nhìn nó cũng nhìn khá là ấm cúng và khi mà bước vào cái căn phòng này. Đây, vị trí này là vị trí bàn ăn dành cho 6 người. Bàn ghế rất là chắc chắn. Chiếc ghế hoàn toàn bằng gỗ thịt, nhìn rất là chắc chắn, nó không hề giống như những mà cái căn chung cư chúng ta đi nhìn nó sẽ ọp ẹp. Nhưng căn này nó rất là chắc chắn. Chủ nhà rất nghiêng về cái chất lượng của cái bàn ăn này. Ghế rất là nặng. Chỗ khu vực bàn ăn này có gương trang trí này để tạo không gian rộng hơn cho ngôi nhà. Không quên là đề co những cái bức tranh như thế này, nhìn rất là sinh động. Đây, cái khu vực phòng khách đây. Rồi. Khu vực phòng khách. Đó, cái bộ sofa này cũng khá là chắc chắn. Cùng với những cái gối êm này, cảm giác tựa như Đạo ngồi đây cảm thấy rất là chắc chắn và êm. Ngồi đây xem tivi một cái khoảng cách rất là vừa phải. Một chiếc bàn bằng đá, mặt đá rất là đẹp. Đấy, thì toàn bộ đây là khu vực phòng khách thì cũng
rất là gọn gàng, đẹp. Đây chúng ta sẽ có một cái không gian rất là thoáng ở bên này. Đây là chiếc ban công. Từ những chi tiết tỉ mỉ nhất thì chủ nhà cũng đã làm lại, ví dụ như là cái vách để ngăn cách giữa điều hòa và cái không gian ban công này, nhìn nó cũng khá là đẹp. Như cá nhân Đạo cảm thấy rằng là ngồi ở đây ở ngoài ban công mà ngồi uống trà hay là đọc sách mà được cái không gian rất là thích như thế này, có những cái cây nhỏ rồi trang trí này, cả cái hệ thống đèn ở ngoài ban công hay là những cái chi tiết ốp trần bằng gỗ này, nó làm cho Đạo liên tưởng giống như là mình đâu đó rất là quen thuộc, như ở khu vực phố cổ Hội An ấy, cái màu này đó rất là giống cái kiểu đó. Phía dưới đây thì chúng ta có một cái không gian rất là xanh, không gian công viên, khu vui chơi. Thì thật sự với lại một cái không gian mà có nhiều cây cối như thế này thì ở tầng thấp thì rất là phù hợp với lại nhiều gia đình, quý anh chị mà không thích tầng cao, không sợ độ cao, sợ tiền đình. Thì đây đúng là một cái không gian rất là lý tưởng, rất là thích, cái không khí rất là fresh, rất là trong sạch. Với lại một cái khu vực cây cối nhiều như thế này. Đó, rồi mời quý anh chị chúng ta cùng đi tham quan khu vực phòng ngủ. Với cái căn hộ mà 110m mà bao phòng ngủ ấy, thì có một cái ưu điểm, đó chính là khu vực không gian phòng ngủ rất là riêng tư khi mà được chủ đầu tư thiết kế dồn hết về phía bên trong này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một phòng ngủ đầu tiên ở chỗ này. Phòng ngủ đầu tiên thì tất cả các mặt đều nhìn có ánh sáng ra bên ngoài đó. Phòng ngủ thì cũng cơ bản có tủ, có giường rất là rộng, và không quên đề co trang trí từ tường nhà đấy. Và chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh chung ở khu vực này, cũng đã được làm lại toàn bộ đấy. Từ những cái viền đá hoa đó, ốp lát, tất cả đều đã được thiết kế lại, nhìn nó sinh động hơn. 1:4 đó, tất cả nhìn cũng rất là rộng chứ không phải là chật chội gì. Chúng ta đi tiếp vào bên trong này, sẽ có hai phòng ngủ nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phòng dành riêng cho các bạn nhỏ. Đấy, phòng các bạn nhỏ này được thiết kế một cái tông màu khá là nhẹ nhàng, màu xanh dương nhẹ nhàng. Có ban công rất là hay khi mà cái căn hộ góc này được có hai lô ra thoáng. Đây là cái lô ra thứ hai. Hướng thì vẫn như thế thôi, một đại công viên nữa ở bên ngoài này, có thể là một cái bàn ngồi đây nữa, đọc sách hay là gì đó. Đấy, công viên kia chính là quảng trường quả trứng, rất là xanh, rất là vui mắt. Giờ chúng ta sẽ sang bên kia. Đấy, rồi chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nữa ở khu vực này. Một chiếc giường tân cổ điển này. Một chiếc giường tân cổ điển nhìn rất khá là to, chiếc giường size lớn. Và không quên có những cái mặt ô thoáng ở bên này, cũng vẫn là view công viên, đại công viên ngoài này. View rất là đẹp. Ở cái hướng này thì sẽ là hướng Tây, nhiều quý anh chị sẽ rất là sợ nóng. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta biết làm thêm những cái rèm hay là những cái ngăn cách, thì đối với những chung cư như này thì nếu mà không gian rộng như này thì điều đó không còn quá là vấn đề. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có những cái view rất là chất lượng như này. Đây, và phòng master thì không thể thiếu được một cái nhà vệ sinh rất là lớn. Đây là nhà vệ sinh thứ hai, khách kín luôn ở trong phòng master, cũng hệ màu đồng bộ hết, cũng hệ tủ, hệ màu các kiểu. Thật sự đây là sẽ là một cái căn phòng rất là tiện nghi cho gia chủ. Trên đây thì em Đạo vừa giới thiệu qua về một căn hộ góc 3 phòng ngủ sáng được thiết kế rất là tinh tế của gia chủ. Và căn hộ này đang muốn là tìm kiếm một chủ nhân mới. Thì nếu mà anh quý anh chị có quan tâm,
có thấy phù hợp với nhà mình thì có thể liên hệ đến em Đạo ở số điện thoại bên dưới. Đạo sẽ dẫn quý anh chị đi tham khảo trực tiếp cái căn hộ này. Nhìn trực tiếp thì chắc chắn rồi sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với trên cái video của em Đạo. Và căn hộ này thì chủ nhà đang mong muốn cái giá là 9 tỷ rưỡi để lại toàn bộ đồ nội thất hiện trạng của căn hộ như thế này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.